Diễm mến chào tái ngộ quý vị và các bạn nghe. Thì lời đầu tiên cho Diễm gọi là chúc sức khỏe và lời chào bình an đến tất cả quý vị. Thì trong cái video ngày hôm nay thì Diễm sẽ chia sẻ những cái hình ảnh, những cái cây xương rồng lạ và đẹp. Mấy cái hình ảnh này là được ấy trong từ cái show cái mấy người hội mê cây đó, thì người ta sẽ đóng tiền member mỗi năm, mỗi tháng. Thì người ta đem cái cái cây đẹp của người ta đi khoe khắp đất nước. Thì mỗi một tháng người ta sẽ làm ở một thành phố khác nhau. Rồi cái show này hiện diễn ra vào cuối tuần này và ở miền Nam Cali và miền Bắc Cali ở thành phố Diễm thì vào thường là cuối tháng 9 là sẽ có một cái show ở thành phố San Jose của Diễm, mà mỗi tháng nó luân phiên một lần. Giống như hôm tháng 6 thì nó làm ở San Francisco, thì lúc đó Diễm đi Việt Nam rồi không có đi tham dự được. Nhưng mà nếu mà cái nào gần á là Diễm đều đi hết á, không có bỏ sót cái nào hết á. Chỗ này người ta show nhiều cây lạ đẹp nhưng mà không có rẻ nha. Theo giá thị trường, mình mua về chơi thì được, có một số cái mình có thể bán lời một chút thôi chứ cũng không lời nhiều được, bởi vì mấy cái này là cây người ta chăm kỹ, người ta coi từng ngày, coi từng lá, người ta chăm chút, người ta đem đi khoe mà, nên nó là rất là đẹp, rất là, nhưng nên mà không có rẻ đâu. Chậu đồ người ta làm cũng tươm tất, đồ đàng hoàng lắm. Thì ở đây sẽ hội tụ hết những cái cây độc lạ trong thành phố và trong tiểu bang, rồi có những cái mà ngoài tiểu bang, rồi những cái mà nhập từ nước khác nữa. Thì người ta cũng chấm điểm, rồi cũng giống như thi hoa hậu vậy đó, cũng chấm điểm, rồi cũng trao giải rồi các thứ. Rồi có những cây đẹp là người ta chỉ được trưng cho mình tham quan thôi chứ không có bán. Còn những cái bán thì người ta sẽ để giá. Thì mấy người nào mê cây thì mới coi, mới ghiền, chứ còn mấy người nào không mê cây á, nhìn hồi thấy cây nào cũng giống cây nào hết trơn à, đâu có thấy khác gì đâu. Diễm có nhiều người khách á, nhiều ông chồng thấy có gì khác đâu mà em mua hoài, từ nào em cũng mua giống nhau hết trơn, có gì đâu mà đặc biệt đâu mà mua hoài. Nhưng mà khi mà mình chơi thì mình mới biết là cái đặc biệt nó như thế nào, nó thuộc gia đình nào, mức độ quý hiếm và đắt tiền bao nhiêu thì mới biết được cái giá trị của nó. Có mọi người không chơi thì thấy cục nào cũng nằm mẹp mẹp, cũng gai gai, rồi cũng hoa hoa giống nhau hết trơn, không có biết giá trị của nó. Nhiều người tới cái cục bằng ngón tay, bỏ ra mấy trăm đô mua cái cục bằng ngón tay, người ta thấy mình vô lý hết sức. Thì cũng giống như Việt Nam thôi, sen hồ điệp gì đó, Diễm thấy thì cũng nó hoa trắng, nó thơm, nó cũng đẹp, nó cái gì đâu mà mấy chục triệu gì đó, bao nhiêu mắt là bao nhiêu triệu gì đó. Thì cái này cũng vậy, cái này cũng giống vậy, coi nó lớn bao nhiêu năm mới lớn được chừng đó, nhặt nhập từ đâu, qua bao nhiêu đời chủ, như thế nào, có một cái rồi nó thích nắng hay thích nước ra sao, rồi khi nào thì trổ bông, khi nào thì ngủ, khi nào thì thức. Nói chung có mấy người mê cây thì mới ghiền, mới nghiên cứu thôi. Còn này Diễm show cho tất cả mọi người coi là ở cái hội chợ triển lãm nó có những gì, tham khảo chơi cho vui giải trí thôi. Còn quý vị nào mà mê cây thì chia sẻ và bàn tán. Còn quý vị nào không mê cây thì chiêm ngưỡng cho biết vậy thôi. Có những cái loại mà rất là lạ ở Việt Nam mình không có. Đó, người ta bài, người ta ghi tên, ghi tuổi, ghi họ, ghi đồ. Mỗi một cái cây có giấy riêng, giống như giấy khai sinh của mình vậy đó. Người ta đi đông dữ lắm. Kỳ này hết dịch rồi đó, mở cửa lại hoàn toàn rồi đó, người ta đi đông dữ lắm. Hồi mùa xuân năm trước thì Diễm đi, Diễm mua cũng được nhiều lắm. Đi mua cũng cả ngàn. Mà đi mê lắm, đi không muốn ra. Lúc đó còn dịch là người ta cho 10 người vô, xong 10 người ra rồi người ta mới cho 10 người khác vô, nên mình đâu có nấn ná lang thang lâu được.
mình phải tranh thủ mình mua xong rồi mình đi ra cho người khác vô. Ở đây người ta cũng bán chậu nhé, chậu có thể là chậu tự làm bằng tay á, nên cũng rất là mắc tiền, rất là đẹp. Giống như cái cây này nè, cái cây này là mấy ngàn một cây á. Mấy cây một màu là còn rẻ nha, mấy cây mà hai ba màu đã lên là rất là nhiều tiền luôn. Giống như cái cục bé tẹo này nè, cục bé tẹo này cũng 100 mấy 200. Đó, 350 thôi, 350. Diễm đi cái show này ở trong nước Mỹ thôi, chưa có đi cái show nào mà dạng giống như quốc tế á. Chắc là đã lắm đây. Năm nay hè Diễm đi Hàn coi cây mê là mê, nhưng mà không có đủ thời gian để mà coi hết tất cả các farm, thì hè năm sau là định là đi nữa. Rồi mấy cái bà chủ mà bỏ mối cho Diễm ở bên Ý và bên mấy cái nước khác đó, Diễm nói mày đi Hàn xong rồi năm tới mày đi qua tao chơi phải không? Không, mà nếu mà có cơ hội thì Diễm cũng muốn đi, Diễm muốn đi Ý. Bởi vì xương rồng ở bên Ý cũng có nhiều cây rất là đặc biệt, mà cái warehouse của người ta cũng lớn lắm, Diễm cũng muốn đi cho biết. Nhưng mà cũng ngại, tại vì ở Hàn thì mình có bạn của mình, còn người ta mua bán mà ra mình qua, người ta có ở không người ta tiếp mình hôn, nên cũng ngại lắm, ngại đi lắm. Nhưng mà bên Ý thì mình không có quen ai, Diễm cũng không nói được tiếng Ý, không biết bên Ý người ta có nói tiếng Anh không thì không biết, nên ngại đi. Đi Hàn thì mình có thông dịch viên sẵn rồi, với sen Hàn thì mình đem về mình bán cũng nhanh hơn là xương rồng. Rồi quý vị từ từ nghe nhạc nhẹ rồi chiêm ngưỡng mấy cái cây lạ nha. Rồi Diễm không có nói nữa để cho quý vị thư giãn. Rồi Diễm hẹn gặp lại cho quý vị trong những cái video tới. Chúc cho quý vị một ngày tốt lành nghe.